Cậu thấy thầy Hải thế nào? Hải vẫn đang bị giam cách ly. Thú thật em cũng chưa có thời gian để tìm hiểu kỹ con người này. Tớ đã đọc qua hồ sơ. Nhân thân của Hải tốt, chưa có tiền án tiền sự. Chỉ có điều khó hiểu là đang học giờ đại học thì bỏ, rồi vượt biên. Dạ, em hiểu ạ. Anh ta thậm chí còn là một thương binh. Con người này có vẻ rất phức tạp. Tớ mới gặp, nhưng có cảm giác con người này có vẻ khác với bọn tội phạm thông thường. Cậu nên để ý tìm hiểu thêm anh ta. Thủ trưởng yên tâm. Anh Hải số 19. Dạ, đi. Anh Hải này, anh được tha trước thời hạn phạt giam cách ly 4 ngày. Đấy là do chúng tôi xét thấy sự chấp hành tốt của anh. Mong rằng anh sẽ cải tạo tốt. Thưa cán bộ, tôi nhớ. Thằng này láo nhỉ, dám dương mắt nhìn bố mà đi à? Thằng chó đấy quá thể, anh em chó đến đâu đâu, đánh chết đi. Anh bị đau quá, đau quá. Chúng mày muốn chết hết cả. Được tha trước hạn hả? Đây là người Hùng, đã từng hạ súng đen ở buồng số 7 và bị giam Caso cùng với Thái Sẹo này. Anh Hải lĩnh hai lệnh. Hai lệnh cơ. Đại ca, em có gì không nên không phải. Đại ca lượng thứ ạ. Dạ. Tôi vì bất đắc dĩ phải ra tay, cũng xin anh em đại xá. Dạ, cảm ơn đại ca. Dạ. Bọn em người chỗ của đại ca đây. Không biết mời gì đại ca. À? Mày quá. Súng đen có bị hạ quốc. Mời đại ca ngồi. Tào đào ra đòn nhanh thế. Xin cảm tạ tấm thịnh tình của anh em. Không có gì đâu ạ. Dạ, không có gì ạ. Này. Dạ. Cậu tựa lưng cõng nó lên. Vâng, vâng, vâng. Để tôi cứu, kẻo muộn mất. Đỡ đau chưa? Dạ, đỡ rồi, đỡ rồi. Thả nó xuống. Dạ, đà tạ đại ca. Em tưởng thọt cả hai hòn rồi. Thế mà đại ca bấm huyệt chúa thật. Vợ con em được nhờ rồi ạ. Chỉ thế là nhanh. May mà đại ca ra tay làm phúc. Đưa ta xem này. Đại ca. Ngồi xuống đó đi. Dạ, cảm ơn ban ạ. Cậu giải thích thế nào về việc gây rối trật tự ở trại này? Tôi gọi cậu lên đây là để nói chuyện, cho phép cậu trả lời thoải mái. Thưa ban, tôi xin được nói thật ý nghĩ của mình. Nếu có gì không phải, xin được ban lượng thứ. Được, cậu cứ nói. Thưa ban, vừa nhập trại, tôi đã bị chúng nó lột quần áo. Tôi không chịu, nên chúng đánh. Chính súng đen đã định đâm vào mắt tôi. Nếu là một kẻ nhu nhược không tự vệ, thì có lẽ chắc hôm nay tôi không nhìn thấy ban. Tôi chỉ tự vệ thôi. Nhưng có người lại cho rằng cậu đã phủ đầu các đầu gấu chùm sò để giành vị trí thống lĩnh trong buồng giam. Phải vậy không? Thưa ban, chẳng lẽ tôi muốn giành một vị trí thống lĩnh ở trong ngục ư? Thà một ngày làm kẻ bụi đời ở ngoài còn hơn 100 năm làm thủ lĩnh ở trong tù.
Chắc bạn hiểu, một người có thần kinh bình thường, không ai mong muốn như vậy. Cậu cũng thuộc loại ăn nói lưu loát đi chứ. Được, vậy tôi hỏi cậu, cậu không nghĩ là khi tự vệ và đòi lại sự công bằng bằng cách đánh giết người khác, có nghĩa là cậu sẽ làm cho thời gian trong tù của mình kéo dài hơn hay sao? Dạ, tôi hiểu. Nhưng chẳng lẽ pháp luật lại bảo tôi là để người ta dẫm đạp lên mình mà im lặng ư? Lý luận của cậu khá đấy. Thôi được, ta tạm gác lại chuyện này. Nhưng dù sao, việc đánh nhau trong buồng giam là vi phạm và bị nghiêm cấm. Dạ, thưa bạn, tôi sẽ cố gắng tránh. Cậu là người thông minh hiểu biết, chỉ mong cậu cố gắng cải tạo cho tốt để sớm được ra trại. Em vẫn luôn để mắt tới anh ta. Từ ngày về buồng 9, Hải tiến bộ nhiều. Buồng 9 là buồng có nhiều tù trọng án, phức tạp nhất trại. Từ khi cậu Hải về đó, buồng đầu gấu này bớt đánh nhau. Chúng nể phục Hải và có vẻ thuần hơn. Có lẽ tai tiếng vụ súng đen đã khiến bọn kia nể sợ. Hoặc giả cậu ta chấn áp phủ đầu bọn kia cũng nên. Em cũng nghĩ thế. Trinh sát công an tỉnh có thêm báo cáo gì về vụ của Hải không? Không ạ. Vẫn như lời khai ban đầu. Đang học đại học, bỏ, rồi vượt biên, học nghề thuốc, học võ. Lạ lùng thật. Quả là khó hiểu. Con người cậu ta thật là rắc rối. Tôi vẫn có linh cảm là con người này có một điều gì đó không bình thường. Báo cáo anh, ở dưới trại báo lên, buồng số 7 và số 9 đã xuất hiện bệnh tiêu chảy và ghẻ lở. Nếu không điều trị dứt, em sợ rằng bệnh sẽ lây lan. Y tế họ điều trị thế nào rồi? Một số bệnh nhân bệnh nặng phải nằm trạm xá, số còn lại đã uống thuốc và bôi thuốc do y tế phát. Nhưng thuốc dự trữ còn ít lắm, mà trên thì chưa cấp phát thêm. Cậu cho Hải lên gặp tôi nhé. Dạ vâng ạ. Cậu giải thích thế nào về việc tự ý ở lại nước ngoài học nghề? Việc vượt biên trái phép là tội danh được pháp luật quy định rõ. Thưa ban, tôi thừa nhận việc vượt biên đi buôn và tự tiện ở lại là sai. Nhưng do bị lạc đường và cũng do ham mê nghề thuốc cho nên phạm pháp. Nhưng tôi nghĩ có lẽ pháp luật sẽ giảm nhẹ nếu kẻ đó không có ý đồ xấu hoặc không phạm tội phản quốc. Nhưng làm sao cậu chứng minh mình trong sạch? Bởi thế tôi đã chấp nhận vào tù như một sự trả giá và cầu mong sự sớm minh xét và gia ân của công lý. Lẽ ra cậu theo nghề luật sư thì phù hợp. Hải này, tôi hỏi cậu, cậu theo học nghề thuốc, tức là học cách trị bệnh cứu người, rồi lại học nghề võ, tức là học cách đánh người. Ở đây có gì mâu thuẫn chăng? Có phải ban thử tôi không ạ? Sao lại gọi là mâu thuẫn được? Tôi xin cam đoan với ban rằng những người có võ công thâm hậu hầu như chưa có ai vào tù vì tội đánh người. Đành rằng chữ võ có nghĩa là dùng bạo lực để áp chế. Song những người giỏi võ công thì lại không áp chế đối thủ bằng cách đó, mà thường thì bằng lý trí. Trong đó có cả sức mạnh vô hình. Bởi vì võ thuật là công cụ để rèn luyện lý trí, nghị lực. Với các võ sư, ít nhất cũng có ba bản chất đặc thù. Đó là ý chí kiên cường, nghị lực dẻo dai, tinh thần kiên nhẫn. Trường hợp phải ra tay ngoài ý muốn chỉ vì bảo vệ công lý và bênh vực những kẻ yếu đuối bị hiếp đáp. Thế cậu chủ ý vượt biên để học võ à? Thưa ban, khi học nghề thuốc, tôi thấy thầy tôi mở võ đường. Tôi đã nhiều lần bị nếm đòn nhừ tử, có lúc suýt bỏ mạng nơi đất khách quê người. Nên tôi hiểu rằng những kẻ cô đơn, yếu đuối cần phải rèn luyện bản lĩnh, củng cố thực lực và dũng cảm đứng dậy để tồn tại. Vì thế tôi mới xin học võ công. Trại có việc muốn nhờ cậu. Hiện giờ ở trại đang có dịch tiêu chảy và ghẻ lở. Cậu có thể giúp chúng tôi chữa chạy cho các phạm nhân được không? Dạ, được ạ. Có điều, xin ban cho tôi đi kiếm lá thuốc.
tôi chấp nhận. Đây là cơ hội để cậu tự chứng minh bản thân mình đấy. Dạ, tôi hiểu ạ. Nhưng trước hết, cậu thử khám cho tôi xem sao đã. Mà trong tứ trần chỉ được dùng thiết trần thôi đấy. Bạn cũng biết nghề thuốc ạ. Nếu tôi biết tôi đã không nhờ cậu. Nào, bắt đầu đi. Dạ, xin phép ban. Thưa ban đang bị trĩ. Trĩ nội ở thời kỳ thứ ba. Khi đi đại tiện, búi trĩ lòi ra không tự co lên được. Phải lấy tay ấn mới lên. Đúng thế. Bệnh này chữa được. Có thể da giảm dựa vào mạch lý, theo bài thuốc cổ mang tên bổ trung ích khí. Tôi chịu cậu rồi. Được. Tôi đồng ý để cậu đi kiếm lá thuốc.